hết nên đội cho Trần Gian. Đội cho Trần Gian. Anh lên mới nổi, giàu có, giàu sang, an toàn, đi đến nơi về đến chốn không không bị hạn. Vậy chú quay con lên cho mọi người thấy con có chịu không? Thì con có làm gì đâu mà con sợ. Có gì đâu mà sợ. Ai mà coi được con à? Gia đình chín kiếp mười đời mới thấy được. À, vậy bóc rồi bây giờ đang quay con đó, đưa con lên cho mọi người thấy. Ai mà tin con giờ này phút này thiêng liêng á. Con chịu không? Kể cả, nói tiếng không? Kể cả mời con không phải là muốn nổi tiếng. Không phải là muốn như thế, nhưng mà người thật việc thật thì con không phải ém, con không phải giấu mặt, con không phải giấu tên, không phải thật việc thật, con không đồng bóng, con không có làm giả, con ăn thật nói thật, không có gì phải sợ, mình làm đúng không gì đó. Còn không phải là danh làm chi, lợi làm chi, không phải danh tiếng, nhưng mà cái gì bây giờ á, nó cũng sắp bây giờ người thật việc thật, con thật con mới gặp chú được. Rồi bây giờ sao? Con có nhà để về không? Nhà bây giờ đi nhà là ở đây luôn hả? Bố ở đây với cậu luôn. Bố mẹ vứt đi rồi, có cưới xin gì đâu mà nhà cửa. Cậu năm chỉ có cậu năm mới biết, chúng còn rất già rất trưởng cho cậu năm. Vậy là tối về đây ở kế với cậu năm. Ừ. Đi theo suốt luôn. Đi theo suốt luôn. Cùng luôn. Ông cậu năm có đi hát không? Những người Trần thì người ta nuôi những chúng sinh còn sống ấy. Còn cậu năm thì cậu phải thương bọn con, còn mất thì ai nhìn thấy được. Cậu năm về với thế giới bên kia thì mới thấy chúng con với chị như chú này, muốn thương chúng con cũng chẳng được. Thấy đâu mà đưa. Nãy giờ nhìn có thấy gì đâu, thấy đó. Ai nói không à. Thế bây giờ không mượn vào đây thì không nhờ vào đây thì đúng không? Chú thật. Đang ở chợ đúng mà thường là con nít người ta uống sữa xong ăn trái cây dữ rồi. Chứ không ăn gì lấy gì. Uống sữa không? Phép cậu năm cho ăn. Cậu năm cho ăn, uống sữa không? Có uống sữa không? Chú có sữa à? Có sữa không cho đi. Chỗ đâu có, hỏi gì thôi. Thế. Thôi kệ. Bánh uống nước lọc đi. Thôi kệ. Xin nhiều cho nó bánh tiếng. Dạ con bánh không? Đâu, có gì đâu, mình tiếng. Mình xin là được, chứ mình đừng có ăn cắp không sao. Đó. Hiểu không? Đúng không? Mình là con nít, mình xin được. Đấy, chú. Phải không? Chú gặp con mà sau này thịnh vượng. Nói nhỏ quá không nghe gì hết. Chú gặp con sau này mà thịnh xong mà sẽ em thịnh vượng. Dạ thịnh vượng, sau này thịnh vượng. Chắc không? 100%, 1000%. Nói giữ lời nha. Bây giờ không biết tên con tên gì, mai mốt người là mai mốt người giàu kiếm con sao giờ đây hả? Con đỏ con nít hả? Tới đây hả? Tới đây sao thấy được, không phải ai muốn thấy thấy đâu đúng không? Một năm không cho nên cái đâu thì nó mang tiếng nên một lần thôi. Lên một lần đúng nay lên mai lên. Hồi nãy có người nhà tới đó, con thấy không? Thấy người nhà của con năm không? Nói người nhà con năm tới đó, người nhà tới, người nhà nói là đồng bóng đâu nhỉ? Có đồng bóng coi bói đâu mà. Thì người nhà nói là người nhà không thích con lên như vậy đó. Kệ đi. Hồi nãy đúng ra người nhà ở lâu lắm đó, nhưng mà gặp con lên đó người nhà khó trời thật biết. Chú à, con nói chuyện với chú thôi, có trời thật biết. Thật thế chẳng có, tại vì ai chấp Trần Gian làm gì, không được chấp. Dù ai khen ai chê cũng phải thương người ta. Người ta càng không hiểu mình càng thương. Chú à, không được buồn. Kể cả chú khen bọn con cũng không thích, mà chú chửi bọn con cũng chẳng sao. Không sao hết. Không sao. Ở đâu chẳng có trời Phật mà sợ gì. Phật đang cầu những người đúng nên để phát biểu. Hôm nay con lớn chưa? Con lớn chưa? Bé cỡ nào? Cỡ này không? Mấy tí rồi cỡ nào? Bào thai chết thì nó... Bào thai thì làm gì mà biết nói chuyện? Thì phải con phải lớn lên chứ. Thì mới nhờ người Trần nói hộ. Không chạy về chùa. Chạy xuống chùa. Nhờ người Trần nói hộ. Chạy đây xuống chùa, vừa gạo lên mấy tay cái thế giới vô hình, cho tiền người ta cũng chẳng thấy được. Tại sao chú thấy mà người đốt đốt tiền vàng bạc ở dưới có xài được không? Với tiền mà tiền ông phủ đốt bây giờ là tiền Trần chú ạ. Được không? Bây giờ là tiền Trần, bây giờ là tiền Trần. Quá khứ hiện tại thì bây giờ sang Việt Nam rồi, không vàng mã. Không vàng mã hả? Dạ. Chị là muốn xài cái gì? Anh thật muốn thật với Phật đó. À, giờ với Phật thôi chứ dạ. Không có xài tiền xài gì hết trơn không? Rồi quần áo rồi đốt rồi sao? Không được luôn. Phật cho gì anh đó? Rồi Phật cho quần áo mặc luôn. Không có quần áo giấy đâu. Không có quần áo giấy hả? Mặc cái gì? Những người ta mê tín dị đoan, người ta mê đốt.
còn là những người người ta tu thành Phật rồi là người ăn thật mặc thật, người trần gian hưởng gì thì được ăn hưởng như vậy, mà về vị lai thì đã mới phải thay đổi tâm linh. Thì chứ bây giờ mà không có quần áo, không có tiền hết, người mặc cái gì, xài cái gì, tập cho mặc hả? Mà mặc cái gì, tập cho mặc quần cái áo gì? Như mình. Quần áo như mình vậy hả? Như người vậy hả? Những người người ta dâm quần áo thật ý, nên nghe mới đúng, dâm thật. Dâm quần áo thật luôn? Là đốt hả? Là đốt hay sao? Không phải đốt. Chứ sao? Cứ tự nhiên là Phật pháp thì cũng có, Phật ban pháp thì không. Bây giờ ví dụ như người nhà muốn dâm quần áo thì phải làm sao? Thì dâm thật đó, xong lại cho. Có gì đâu, không dám ngoài ta. Rồi ăn thật chứ. Cái bắp này út không? Cái ngồi chơi quan tự nhiên đi. Con bánh chả cái gì lắm kìa. Con cũng ngồi im như những người khác chứ còn có con là hết đâu mà không cho con góp phần được. Cũng như người khác đến mến mộ chú thì mới đến chứ. Miễn là đừng hỗn náo mà đừng có làm gì sai. Lên rồi. Lên. Anh đấy, của anh đấy. Bất cứ trường hợp nào cũng phải sống đúng. Âm dương kết hợp, âm dương hài hòa thì mới lên được, mới về được. Chú sao mà không về được? Chú Vũ Ninh gì mà không về được? Kệ thì bà hiểu thế là được, cô này ngồi im. Cô bảo cô ngồi im, cô không cứ không im. Biết tai bằng con. Bà hiểu thì bà được phước. Thì ông cậu mới cho nên thử trần gian. Ai hiểu ai không thì cậu năm xét xử. Bắt gì, ai, thiếu gì, đầy lẫn. Đầy người cho. Một người tốt và 10 người xấu. Cảm ơn hai thằng bóng, cảm ơn thầy chú này, cảm ơn nhiều. Cảm ơn cái gì? Có gì đâu mà cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Hiểu cho anh ngồi lên chốc áo nè. Hiểu cho bạn con. Hiểu thì được. Ngồi chốc áo đi. Không có gì thì cậu Năm cho những người này vào đây làm gì? Cậu Năm nhờ cho chúng sinh ăn.
sâu.